Vị A Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 30, 34. Kinh Thập Thượng, ba pháp đưa đến thù thắng sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thà Chà. Quý vị đợi chút xíu nha. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điều ngữ. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Sau đây chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính chào tất cả. Đạo hữu Phật tử, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm qua chúng ta học về ba pháp khó thể nhận, ba pháp thuộc phần hạ liệt, tức là tham sân si, bất thiện căn. Hôm nay chúng ta học về ba pháp thuộc phần thủ thắng, tức là ba thiện căn, vô tham vô sân vô si. Khi chúng ta nói đến pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký, nếu như tâm bất thiện mà nó không có
bản gốc bất thiện, tức là phiền não tham sân si nhé, thì người ta không biết được cái trạng thái của tâm bất thiện là gì. Cũng như khi chúng ta nói đến tâm thiện, mà nếu không có ba cái căn thiện thì mình không biết được đó là tâm thiện. Giữa căn thiện và căn bất thiện, chúng ta thấy nó có hai thái cực khác nhau về cái đặc tính. Nhưng mà chúng ta cũng nên lưu ý, cái sự tương ưng, cái sự tương tác giữa các cái thuộc tính này, nó sẽ có cái sự khác biệt. Thí dụ như căn tham thì nó không có đi chung với căn sân, vì hai cái trạng thái nó đối lập. Căn tham nó chỉ đi với căn si, căn sân chỉ đi với căn si thôi. Còn về cái căn thiện thì vô tham vô sân có thể đi chung với nhau, phải đi chung với nhau. Và cái căn tham căn sân, căn vô tham vô sân thì nó lại khác ở chỗ là nó khác ở cái pháp bất thiện ở chỗ vô tham vô sân có thể đi với vô si, cũng có thể là ly trí. Những cái tâm thiện và ly trí, những tâm tịnh hảo và ly trí thì nó không có đi với căn vô si, tức là căn trí tuệ. Trong khi đó thì pháp bất thiện dù tham dù sân hay là si vừa nghi si không vật, nó đều phải có vô minh, tức là si cả. Đây là cái điểm khác biệt mà chúng ta cần phải nhận thức qua. Thì ở đây hôm nay bài học này sẽ được trình bày giảng giải bởi Thượng tọa Tiểu Quyền, vị giáo sư trong ngày hôm nay. Và bây giờ trước nhất xin mời cô Kima giúp cho đọc chánh kinh, rồi sau đó thỉnh Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Tiểu Quyền giảng giải. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Kinh Thập Thượng. Đa su ta ra su ta. Ba pháp đưa đến thù thắng. Có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến thù thắng. Ba pháp rất khó thể nhập, có ba pháp cần được sanh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. Thế nào là ba pháp đưa đến thù thắng? Ba thiện căn: vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn, đó là ba pháp đưa đến thù thắng. Chú thích sau đây trích từ kho tàng Pháp Học, Pháp Sư Giác Giới biên soạn: ba pháp thuộc phần thù thắng. Đây là ba thiện căn: vô tham thiện căn, sự không tham luyến là gốc tạo ra tâm thiện, tâm tịnh hảo. Vô sân thiện căn, sự không nóng bức là gốc tạo ra tâm thiện,
tâm tịnh hậu, vô si thiện căn, sự hiểu biết, sự sáng suốt là gốc tạo ra các tâm thiện tương ưng trí, tâm tịnh hậu hợp trí. Sự giải thích về ba căn bất thiện sau đây được trích từ quyển Vi Diệu Pháp Tốt Yếu của ngài Narada, bản dịch của cư sĩ Phạm Kim Khánh. Đối nghịch hẳn với ba bất thiện, trên có ba căn thiện. Ba căn này không những là không những hàm xúc sự vắng mặt một số điều kiện bất thiện, mà còn bao hàm sự hiện hữu của những điều kiện có tính cách thiện một cách tích cực. Và không phải chỉ có nghĩa là không luyến ái, không tham, mà cũng là quảng đại, bao dung, rộng rãi, bố thí. Anosa cũng không phải chỉ là không sân hay không thù hận, mà còn là thiện ý, thiện chí hay tâm từ. Meta Amoha không phải chỉ là không si mê, mà cũng là trí tuệ hay tri kiến minh mẫn sáng suốt. Dạ thưa, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Tại Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha. Nam mô Bụt Tha Cha, Nam mô Tha Ma Cha, Nam mô Sang Kha Cha. Quý vị nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Kim Anh, cảm ơn con Lan cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng, chúng con kính lễ đến đại sư phụ Kỳ Siêu, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý cô nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwade Visvakato Phakkawato Atta Thammo Thammang Lammasang Visopatibhano Phakkawato Sāvaka Sangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương công đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, người nào gọi là Tam Bảo hàng gia hộ, đến chư công đức tăng với tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái phần mà có lẽ ba pháp đưa đến thù thắng. Ở đây tức là ba cái căn thiền. Thì nó đối nghịch lại hôm qua. Thì như lời sư phụ thì siêu đã nói, thì có thể nói rằng ba căn này để tạo nên cái gốc nó, từ cái gốc nó ra chính là để tạo nên cái tâm tình ảo hay là cái tâm tốt đẹp. Thì căn bất thiện tức là đưa đến ác xấu, thì căn thiện sẽ đưa đến cái điều tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, ba căn của thiện á, thì như chúng ta vừa được nghe, tức là vô tham, vô sân, vô si. Mà ba cái phần vô tham, vô sân, vô si này nó chính là trời tạo để đưa đến cái tâm tịnh hảo là tâm tốt đẹp. Vì thế nào là một cái tâm thiền, hay là thế nào là một cái điều mà chúng ta gọi là cái tịnh hảo hay là một sự tốt đẹp? Và đó chính là chúng ta nói đến một cái tâm thiền, cái tâm kusala citta,
tức là cái tâm thiền. Thì ở trong bộ phân tích đó, thì ngài Buddha Khô Sá ngài có giải thích về cái ý nghĩa của thiện á, nó xuất hiện thì nó tiêu trừ tội lỗi ác xấu. Hay thiện có ý nghĩa là không có bệnh hoạn, không có tội lỗi, và nói lên cái sự khôn khéo. Thì thiện có năm ý nghĩa như thế này, tức là không bệnh, được tốt đẹp, khôn khéo, không tội lỗi và có quả an vui. Thì vô tham, vô sân, vô si để tạo nên và những cái trạng thái này. Và những cái trạng thái này thì nó có đủ khả năng và nó có đủ cái điều tốt đẹp để phối hợp để thành tựu các thiền chứng hay là đạo quả. Bởi vì nhiên chúng ta nhớ là cái pháp thù thắng, mà cái pháp thù thắng ở trong pháp và luật này tức là cái pháp thiền định hay là đạo quả giải thoát, chứ không phải pháp thù thắng đó chính là cái như kết quả của các cõi trời để hưởng dục. Nó chưa phải là thù thắng, mà thù thắng hơn nữa tức là các pháp thiền định và đạo, và cao tột nhất là đạo quả. Thì cái trạng thái của vô tham, cái trạng thái của vô sân, trạng thái của vô si, để tâm không bị dính mắc ở các cảnh dục, mà do cái lòng tham, tức là con người bị bắt cảnh. Như hôm qua chúng ta nhớ cái tham phần đó, khi cái căn của tham phần mà nó xuất hiện, mà nó có mặt ở nơi nào đó, thì nó kéo lâu theo không biết bao nhiêu là cái điều tội lỗi cho tất cả chúng sinh. Bởi vì khi chúng sinh rơi vào những tình huống đó thì chúng sinh đó ngược lại, như là ở trong cái chúng tôi vừa đọc cho quý vị nghe trong chú giải, nói về cái thiện á, thì nó có năm cái đặc tính tốt đẹp, thì ngược lại cái bất thiện thì nó đưa đến cái năm cái điều nó nguy hiểm, tức là giờ nó là bệnh hoạn, nó là không tốt đẹp, pháp nó không có khôn khéo, pháp nó tội lỗi, và pháp nó đưa đến quả ác xấu, không có an vui. Thì ở đây năm cái điều này là năm cái điều mà trong các cái pháp thiện này mà để thành tựu được nhờ ba cái vô tham, vô sân, vô si đó, nó đưa đến cái tâm tịnh hảo, mà chính đưa đến tâm tịnh hảo đó mới chứng đắc các tầng thiền định hay hoặc là chứng đắc các tầng đạo quả. Thì kính thưa quý vị, chỉ một điều thôi, nói đến cái sự không bệnh ở đây có nghĩa là cái tâm nó không có bị ô nhiễm, cái tâm nó lành mạnh, cái tâm nó tốt đẹp. Chính vì cái tâm thiện, cái tâm lành mạnh, cái tâm tốt đẹp, cái tâm luôn luôn nghĩ về thiện đó, thì nó mới lại giới phần xuất hiện để phối hợp với tâm đại thiện siêu thế sát trừ phiền não. Còn cái tâm, nếu như mà cái tâm chúng ta bệnh hoạn quá, cái tâm không bệnh hoạn và cái tâm bệnh hoạn, nếu như cái tâm phiền não chính là cái tâm bệnh hoạn, mà cái tâm không phiền não có mặt chính là cái tâm được trong sạch, cái tâm được tốt đẹp, nhờ như vậy là nó mới có đủ cái điều kiện mà nó đưa đến cái kết quả an lạc. Cũng như ở trong kinh chúng ta nhớ, tức là vô bệnh là lợi tối thượng. Vô bệnh ở đây vô bệnh về thân cũng như vô bệnh về tâm, để nó lợi về cho chính chúng ta, nó có cái điều kiện để nó sát trừ, nó phá hủy cái phiền não. Mà chúng ta nhớ không phải là dễ dàng mà chúng ta không bệnh hoạn đâu. Chúng ta không bệnh hoạn á, thì ở đó là tâm của chúng ta phải có cái chánh niệm, phải có cái chánh định, phải có sự tỉnh giác. Nhiều khi thân bệnh nhưng chưa chắc tâm bệnh, và thường thì chúng ta vừa thân bệnh mà tâm cũng bệnh luôn. Dạ. Cho nên ở đây cái mà gọi là cái tâm mà arogya, tức là tâm vô bệnh đó, cái tâm không bệnh này là cái tâm nhờ như vậy mà đưa đến ba căn thiền của tham, vô sân, vô si, nó tạo ra cho cái tâm không có bệnh hoạn. Và đây chính là một cái pháp mà rất là thù thắng.
ở trong tinh thần pháp hội luật này. Con người của chúng ta đó, luôn luôn chúng ta sợ, sợ mình bệnh hoạn này, bệnh hoạn như thế nọ, nhưng mà thực sắc thân này do cái ái tham thôi. Chứ sự thiệt ra là cái điều mà chúng ta nên chọn cho chính mình, làm cho tâm của mình nó không có bị tham đắm, nó không có bị phiền não, nó không có bị cái sự chế ngự, thì đó chính là cái tâm. Được, tâm nó không có, có không có cái bị bệnh hoạn, mà chính là nhân là duyên này mới đưa đến cái niết bàn là như thế. Và rồi chúng ta thấy cái ý nghĩa của cái thiền, ý nghĩa của tịnh hậu, ý nghĩa của cái điều tốt đẹp đó, mà nó đưa đến cái sự thù thắng, nó đưa đến một cái để cái tâm mà chính gì có cái căn vô tham thiện căn, vô sân thiện căn, vô si thiện căn đó, cái tâm mà nó không có, nó không có ảo nhiệt, cái tâm không có nóng nảy, cái tâm không có bực bội, cái tâm nó nhẹ nhàng, cái tâm nó nhu nhuyễn, cái tâm nó tốt đẹp. Và cũng vậy, cái vô si thiện căn đó, sức tâm nó minh mẫn, tâm nó sáng suốt, nhờ như vậy nó mới tạo nên cái tâm không bệnh hoạn, được tốt đẹp, khôn khéo, không tội lỗi, và nó cho ra quả an vui. Cái điều này rất là đặc biệt. Một chúng sinh không dễ dàng có tấm lòng tốt, mình biết thương quý vị. Bởi vì sao vậy? Chúng ta nhớ đi. Thường thường á, con người mình á, cái lòng tham nó đã là một cái điều hết sức là mệt mỏi rồi. Cộng thêm cái lỗi lớn nhất của con người mình á, tức là ganh tị và bỏng sẻn. Nó có cái tâm tham, tâm sân, tâm si, hay là sở tham, sở sân, sở si, nó phối hợp. Cho nên để mà cái vô tham, vô sân, vô si mà có mặt trong tâm, để chính là cái tâm tốt đó. Thật ra đây chúng ta cần phải, đúng là chúng ta cần phải tu, chúng ta cần phải tu thì nó mới được tốt. Còn nếu như chúng ta không có sự tu tập thì chắc chắn rằng cái tâm đó chính là cái tâm rất là tệ hại. Con người mình thường là làm những cái điều hết sức là tệ hại, hết sức là nguy hiểm, mà chúng ta không bao giờ biết, ít bao giờ khởi lên cái tâm tốt về bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ. Rất khó, kính thưa quý vị, chứ không phải dễ đâu. Mà nếu như cái tâm con người mà không được ấy, thì chính là một sự tệ hại hết sức là ghê gớm có thể xuất hiện trong chính bản. Cái ý nghĩa tốt đẹp thứ hai, cái nghĩa đó chính là cái tâm, chúng ta gọi là cái tâm tốt đẹp. Vì cái tâm này nó phá hủy được các cái điều ác xấu, và cái tâm này là cái tâm tích cực để mà làm các cái việc thiện, như là bố thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ. Người nào mà có cái thiện tâm, hay là người nào có cái căn, có cái ba căn thiện này, thì người đó đầy cái lòng tốt, đầy cái lòng mà có thể cho ra, có thể giữ gìn, có thể thọ trì giới, dễ dàng tu tập. Họ luôn luôn có thể hòa đồng với mọi người. Họ biết chăm sóc, họ biết cung kính, họ biết phục vụ, họ biết chia sẻ với tất cả mọi người. Bởi vì do cái tâm tốt đẹp, do cái sự tốt đẹp, do cái thiện căn này, do cái vô tham vô sân làm nhân làm duyên này, mà kính thưa quý vị, họ được tốt đẹp. Cho nên đó mới đưa đến tâm, chúng ta gọi là tâm tịnh hảo. Cho nên gọi là cái đưa đến, chính vì những cái điều này nó mới đưa đến cái sự thù thắng. Mà chính Đức Phật ngày tán thán, đó gọi chính là những cái tâm mà chúng ta gọi là cái sự thù thắng. Chính những cái sự thù thắng đó mà trong kinh đó, luôn luôn được Đức Phật ngày tán thán. Ai
thực hành các công đức thiện, ai biết bố thí, ai biết trì giới, ai biết tu thiến, ai biết cung kính phục vụ thiết pháp, thính pháp, tỷ công đức, hồi hướng công đức và cải chánh tri kiến, thì người đó cảnh giới chính là, hay là hành trang của họ là chính là những thiện sự mang theo được tốt đẹp. Có thể nói rằng cái tâm mà để được tốt đẹp là do chúng ta biết quân tập, chúng ta biết khéo léo, chúng ta biết giữ gìn nó. Thí dụ như bây giờ có thể có những cái điều ác xấu, cái mà tâm của chúng ta bỏng sẻn, chúng ta phải biết dẹp bỏ cái tâm bỏng sẻn. Tâm của chúng ta nó sân, chúng ta biết nó sân, mà chính chúng ta biết dẹp bỏ nó chính là để tạo cho cái tâm tốt đẹp. Bởi vì nó phải có sự phá hủy. Cũng như chúng ta thọ giới, chúng ta biết chúng ta làm như vậy là chúng ta sẽ phạm giới. Chúng ta có cái tâm như vậy chính là chúng ta keo kiệt bỏng sẻn. Và chúng ta phóng dật quá là chúng ta không có cái định tâm. Và mọi hành động tâm nghiệp này được người ấy chỉnh sửa và kiểm soát, cho nên tạo nên cái điều tốt đẹp. Và cái điều tiếp của cái căn tánh thiện vô tham vô sân vô si này chính là được cái gì? Cái tâm nó khôn khéo. Chính cái tâm nó khôn khéo đó, hay cái tâm nó khéo léo đó, mà nó không bị dính mắc, hay nó không có bị xa vào, hay không bị ảnh hưởng vào những cái cảnh trần của sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Chính vì có cái sự khéo léo cho nên vị ấy mới có cái tâm được thu thúc, tâm giữ gìn cái tâm của mình nó cẩn thận, biết điều phục tâm của mình. Giờ nhờ như vậy là vị ấy mới tiến tu được. Nếu như ai mà không có cái sự thu thúc, không có sự điều phục về tâm, thì người đó không thể phát triển được các cái pháp tượng nhân, các cái pháp thiền định tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, nhờ cái sự khéo léo này mà nhân tạo nên cái gì? Hay là nhờ cái sự điều phục, nhờ cái sự giữ gìn, cái sự thu thúc đó, cái sự khéo léo cột tâm giữ tâm đó, cho nên các cái tâm thiền nó mới khởi sanh chứng đắc về sơ nhị tam tứ thiền, hay là sơ nhị tam tứ quả được. Tức là các thiền chứng, các pháp chướng ngại được ngăn chặn để chứng đắc các thiền chứng. Và các cái pháp đại thiền có thể nó phối hợp với giới phần mà sát trừ phiền não, do cái tâm khôn khéo này, hay do cái tâm mà thu thúc, do cái tâm điều phục này, do cái tâm khéo giữ gìn này. Và một điều nữa chúng ta thấy, để tạo cho nó không có cái tội lỗi mà chúng ta gọi là cái áo quá chát, cái tâm mà gọi là áo quá chát đó, chính là để cái tâm mà nó luôn luôn có một cái cái điều mà để cho các cái thiện tâm nó khởi lên. Một người nếu như mà không có biết được cái sự giữ gìn cho cái tâm nó được tốt đẹp, hay là cái tâm không tội lỗi đó quý vị, để giữ được cái tâm không tội lỗi đó phải luôn luôn giữ gìn cái thân tâm của mình. Bởi vì nếu như chúng ta không có cái sự thu thúc, không có cái sự tu tập, không giữ gìn cái tâm của mình, thì chắc chắn rằng nó sẽ phát sanh đến. Bởi vì cái tâm của mình nó luôn luôn chạy nhảy, luôn luôn nó bắt cảnh này, nó bắt cảnh nọ, mà để cho cái tâm nó vô, nó được tốt đẹp thì mới làm nhân sanh. Thí dụ giờ vô tham thì nó có thể phối hợp với vô sân, nó phối hợp với vô sân vô si, và nhờ cái tâm nó như vậy mà mới tạo nên được một cái điều mà chúng ta nhớ là cái tâm nó mang không cái điều mà tội lỗi, cái tâm nó mang tính bình thản được.
Chứ một người nếu không gìn giữ tâm được tốt đẹp, thà là chúng ta ngủ. Mà Đức Phật nói, nếu các ngươi, nói các thầy tỳ kheo, nếu mà tâm của các ngươi mà bị mà tham, bị sân, bị si nó ngự trị á, thà là các ngươi ngủ đi. Ngủ thì làm như vậy thì cái tâm nó bị hôn phần phối hợp á, nó không có, nó gây nên cái điều ác xấu. Thì cũng như cái tâm mà chúng ta mà để tạo cho nó không tội lỗi, thì tâm đó phải là tâm trong sạch, cái tâm nó sáng chói, cái tâm nó phải được thanh tịnh. Hết nhất không thanh tịnh thì tâm nó cũng không có có thiện ác nó phối hợp. Điều cuối đó trước là cái gì? Tâm nó cho cái quả an vui, thì dĩ nhiên đây là những cái thiện tâm, hay là những tâm thiện, hay là những cái căn tánh thiện này, tâm tịnh hảo này, thì cho quả vui ở đời sau, tức là kết quả của tức là kết quả của trời người, hay hoặc là nếu như thành tựu các cái thiền chứng thì sanh về các cõi thiền, hay thành tựu đạo quả. Đây là cái giá trị chắc chắn, đó là như thế. Thì kính thưa quý vị, về cái căn thiện này, hay là căn tánh thiện, hay là tịnh hảo tâm này, mà từ vô tham vô sân vô si này, để mà nó tạo được, nó tạo ra được cái gì? Một, thứ nhất là nó chống lại những cái điều mà không, những cái điều mà tội lỗi. Bởi vì nó không có tội lỗi cho quả an lạc. Và cái điều mà nó không có, nó là một pháp để phá hủy các cái pháp. Hãy mà khi mà nó làm trong sạch tâm. Và kính thưa quý vị, một con người mà khi mà khởi lên cái tâm thiện, thì là tất cả tịnh hảo, tâm tịnh hảo nó sẽ phối hợp. Nếu như một người chúng ta khởi lên cái tâm bất thiện là sân, thì toàn bộ các cái sân phần và si phần bất nó sẽ phối hợp. Cũng như bây giờ nếu như người ấy khởi lên một cái thiện tâm, tức là vô tham vô sân, thì tất cả sở hữu vô tham vô, tất cả sở hữu tịnh hảo nó đều sẽ tụ về, nó phối hợp về. Nó được như vậy đó thì cái tâm đó mới gọi cái tâm tu tập, nó mang tính tốt đẹp. Bởi vì một trong những cái pháp mà tu tập nó cho cái quả lớn, như là tu về thiền định, ngay cả thiền chỉ hoặc là thiền quán, thì cái giá trị tuyệt đối đưa đến cái sự thù thắng, đưa đến cái sự thành tựu, đưa đến cái sự chấm dứt niết bàn, đạt được cái điều tốt đẹp rồi. Ở một mặt khác, cái tâm mà để mà không còn cái sanh tử, không còn cái đau khổ nữa, thì đó chính là vị ấy thành tựu và chứng đắc được cái đạo quả niết bàn. Cho nên ở đây cái vô tham thiện căn, vô sân thiện căn và vô si thiện căn, tại sao gọi là nó thù thắng? Bởi vì những pháp này là những pháp tịnh hảo, những pháp này cho ra quả, cho quả vui, và những pháp này là những pháp khéo léo, nó tốt đẹp. Cho nên những pháp đó là một người tu cần phải được, chúng ta cần phải đạt được nó. Bởi vì sự thật, trên cái việc tu tập cuối cùng thì cái mục đích cao cả nhất á, là chúng ta phải thành tựu cái đạo quả giải thoát. Còn nếu như không thành tựu được cái đó thì nhất chúng ta cũng chứng đắc các tầng thiền, không chứng đắc các tầng thiền thì chúng ta cũng phải ở cái cõi vui. Chứ không thể nào mà chúng ta cứ nghĩ rằng thôi kệ, chúng ta ở coi như tất cả là tùy duyên vân vân, mình ở đâu như thế này như thế nọ được. Cái điều đó là chúng ta chưa hiểu được cái sự tốt đẹp của chính nó. Quả thật thì trong cái việc tu tập, kính thưa quý vị, không như hồi nãy chúng tôi đã nói, không dễ dàng mà chúng ta có thể được những cái tâm tốt mà nó luôn luôn nó phát sinh. Và cũng như chúng ta bây giờ, chúng ta đang là những người cư sĩ hay đang những người tu, thì chưa chắc rằng tâm của chúng ta luôn luôn cái thiện tâm nó khởi được hoài. Bởi vì vậy cho nên là chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị thôi. Thì dầu cho như thế nào, nhưng mong rằng tâm của mình bớt tham một chút, bớt sân một chút thì nó cũng đỡ đi. Mà khi nào bớt sân,
bớt tham, thì khi đó tâm của mình nó cũng nhẹ nhàng hơn. Coi như là cái căn bất thiện nó đỡ ngự trị hơn. Cũng như nếu như để cho cái tâm ác nó cứ ngự trị hoài thì chắc chắn đưa đến cái sự đau khổ. Mà để cái thiện tâm nó dài, nó lâu thì chúng ta đưa đến một cái quả an lạc. Là một người có cái tâm hiếu tu, luôn luôn khuyến khích và chỉ bảo, tạo những cái điều kiện, tạo cái nhân cho người ta làm các cái việc lành, tạo cho người ta khởi lên cái thiện tâm, cái thiện căn. Bởi vì chúng ta nhớ ở trong tinh thần Phật Pháp mình đó, luôn luôn khuyến khích cái tâm tốt, cái tâm tịnh hảo hay cái tâm thiện khởi sanh lên, nó là như vậy. Người giàu cho cái ác như thế nào, nhưng rồi có lúc họ cũng có những cái chuyện tâm. Chứ không phải là nhìn họ ác là họ ác mãi đâu, có chuyện đó. Và cũng như chính chúng ta hiểu biết, nhưng có lúc thì nó cũng thiện, cũng ác, cũng bất chừng mà quý vị. Cái đó là thật như vậy đó. Có những lúc rất là hiền, có những lúc rất là dữ, có những lúc rất là ghê gớm và nguy hiểm. Cho nên nếu như chúng ta có cái tâm tu thì chúng ta biết dẫn nguồn. Cũng như mà Ngài Xá Lợi Phất cùng với Ngài Sa Di Xuất Khá trên con đường đi khất thực á, thì Ngài Sa Di Xuất Khá mới hỏi rằng gặp người ta đang chúc tên, thì hỏi cái đó là cái gì vậy? Thì ở đây người ta đang chúc tên để bắn vào cái hồng tâm, rồi đi đến cái chỗ gặp người ta dẫn thủy nhập điền, đưa nước vào ruộng, thì hỏi trên bạch tôn giả người ta đang làm cái gì? À, người ta đang dẫn thủy nhập điền đó. Thì cũng vậy này Sa Di Xuất Khá, con làm sao dẫn cái tâm của con, dẫn cái thiện tâm của chúng con, dẫn thiện tâm của con để bắn trúng cái đích phiền não, và làm sao con dẫn cái tâm của con, dẫn cái thiện tâm của con để tưới mát, tức là những cái thiện tâm của chúng con dẫn vào vào lòng mình, vào tâm mình. Thì cái thứ cái giá trị tu tập nó nằm ở chỗ đó đó. Những cái trạng thái để mà nó khôn khéo, nó tốt đẹp, nó không có tội lỗi và nó đưa cho đến quả vui, đều phải được chúng ta tạo nhân tạo duyên nó đưa tới. Chứ không phải mà cứ biết như vậy và nghe thì nghe như vậy, hiểu là hiểu như vậy rồi không làm là không được. Đành rằng mình tu tập là pháp đưa đến giải thoát rất là tốt, nhưng trên con đường tu tập đó chúng ta cũng làm các cái thiện sự. Và nếu như chúng ta không được tu tập thì chúng ta cũng phải dẫn những cái điều tốt đẹp, làm những cái hành động và lời nói tốt, hành động tốt, kính thưa quý vị, để chúng ta được tốt. Cái điều này là do chính mình thôi, chứ không ai mà tạo cho ta tốt đẹp, không ai đưa đến cho quý vị cái tăng tánh thiện, là thiện căn, là vô tham, là vô sân, là vô si. Cũng không ai áp đặt cho chúng ta là tham, là căn tham, căn sân, căn si. Không ai giao chúng ta cả, mà chính chúng ta tạo ra cái thiện ác này. Không có một bà con, không có một quyến thuộc nào mà giúp cho ta, đưa cho chúng ta hướng chánh hay hướng tà, mà cho hướng chánh hướng tà đó chính là do tâm này. Và cũng kính thưa quý vị, nhờ chúng ta cũng như bây giờ đó, mình không được phép nói xấu người khác. Mà nếu như không muốn nói xấu người khác thì mình dặn tâm mình không được suy nghĩ xấu về người khác. Thì khi không nghĩ xấu về người khác thì chúng ta không nói xấu về người khác.
chúng sinh phàm phu là bị vướng mắc nhiều tội lỗi, đó là cũng là chuyện bình thường, cho nên không có xấu là chuyện của họ. Làm sao chúng ta giữ cái tâm mình đừng xấu? Đây chính là chúng ta trong sạch hóa, gọi nhường cái tâm tư của mình. Mà đó chính là cái sự ngự trị của vô tham, của vô sân, của vô si trong lòng. Nếu như chúng ta không biết cách gìn giữ, để cho tâm mình những thiện tâm, những thiện căn khởi sanh lên, thì chắc chắn rằng ác tâm, ác xấu nó sẽ xuất hiện. Mà nhờ chúng ta làm như vậy, nó đẩy lùi ác pháp, làm cho các cái thiện pháp nó khởi sanh. Và ở đây cái tu viện, cái tâm nó rất quan trọng. Mà trong kinh nhiều lần chúng ta nhớ là cũng vậy, cái câu đầu tiên trong Thoát Cú Kinh, tức là tâm ý dẫn đầu, tâm ý làm chủ, tâm ý tạo tác. Nếu nói hay làm bằng hành động ác, chắc căng qua qua hạ tô ba đăng, tức là như bánh xe sẽ không theo con vật kéo xe. Và nếu như tạo tác những hành động thiện do tâm dẫn đầu, thì nó như cũng như như bóng không rời hình, cha gia qua qua hạ tô ba đăng. Thì kính thưa quý vị, để được một cái tâm mà như bóng không rời hình, thì chúng ta phải luôn luôn dẫn tâm của mình đến những cái điều thiện, đến những cái việc thiện. Nhờ những cái điều thiện, nhờ những cái việc thiện đó đó, nó mà đẩy lùi các cái ác pháp, và nó làm trong sạch quá cái tâm của mình. Và trong kinh Đức Phật đã nói rằng không có cái điều gì chói sáng cho bằng tâm tốt đẹp nó được chói sáng. Cái tâm tốt đẹp đó chính là cái tâm mà vị tỳ kheo đã gội trừ, đã lột bỏ những cái cấu quế, cũng như những cái tâm, nếu như tâm cấu quế đang ngự trị trong lòng mình, thì trời u ám đã bao trùm trong con người vị ấy. Kính thưa quý vị, để mà được cái tâm sở tốt đẹp đó, hay là tịnh hảo tốt đẹp đó, là chúng ta phải có cái sự điều phục, phải có cái công phu, phải tu tập. Không ai dạy cho ai, không ai đưa đến cho ai cả, mà phải làm. Bởi vì hành động, lời nói, sự suy nghĩ này, tự thân chúng ta chịu trách nhiệm. Cũng không ai thương ta bằng chính mình, không ai ghét bỏ ta bằng chính mình, không ai giúp cho ta bằng chính chúng ta. Và cuối cùng chúng ta chịu trách nhiệm trong cái độ luân hồi này, mà không ai có thể chia sẻ với mình được. Cũng như bà con và quyến thuộc không có thể chia sẻ cho mình hay mang tới cho mình cái tâm tốt, tâm xấu mà chính mình. Dĩ nhiên họ là nhân, là duyên để tạo một phần thôi, thí dụ như là dạy dỗ hay là khuyến khích chúng ta. Nhưng cái căn tánh thiện của chúng ta tốt, đã tu tập, thì nó sẽ xuất hiện. Và nếu như những cái ác tâm của chúng ta từ quá khứ, thì nó cũng sẽ xuất hiện. Nhưng ở trên thần Phật Pháp đó, thì luôn luôn dạy, nếu chúng ta đã bị bất thiện pháp, thì chúng ta phải cố gắng để lui nó, để cho những thiện pháp khởi sanh. Nếu như chúng ta là những con người xấu, thì chúng ta hãy biến đổi cho mình là một con người tốt. Nếu như chúng ta biết rằng trong tâm của chúng ta bất thiện nó nhiều, tham ái bất thiện nó nhiều, mà cái thiện căn ít, thì chúng ta phải biết. Cũng như bây giờ mình biết phước bóng mà nghiệp ác dày, thì chúng ta phải biết tạo lập, chúng ta phải biết tu tập. Cũng như mình nghèo khổ, mình biết mình không có,
hào sản, không có bố thí, không có cái tâm xả bỏ hay cái tâm mà để bố thí từ tiền thân hay cúng dường từ tiền thân, bây giờ bị cái quả này. Thì bây giờ mình tránh đi cái tâm mà ganh tị, cái tâm mà khó chịu đối với người khác, đã nghèo mà còn mắc cái eo nữa, là bị cái bệnh, bị cái bệnh ganh tị, bị cái bệnh mà keo kiệt, vân vân. Thì đã tự, đã có người mình từ chỗ tối lại đi càng tới cái chỗ tối hơn nữa. Cho nên vì vậy trong cái tinh thần của Đức Phật Pháp á, là từ chỗ sáng sẽ cần đi chơi tới chỗ sáng hơn. Nếu mà là từ chỗ tối thì phải đi đến chỗ sáng, chứ đừng bao giờ mà từ chỗ sáng đi đến chỗ tối. Có một số người nhiều khi vì một cái sự bực bội, nhiều khi vì một sự khó chịu, xích mích, nhiều khi hiềm tị với nhau, lại không còn tu tập, lại không còn nghe pháp, không còn học pháp, vân vân, rất nhiều lắm quý vị. Bởi vì một cái sự hiềm tị của mình đối với người này người nọ, vị này vị kia, cái điều đó uổng lắm. Và chúng ta tu tập là lợi cho chính chúng ta, chứ không có lợi cho một ai, cũng không ai làm chủ cho ta. Và cũng không phải là tôi thích ông này, ông sư này, tôi thích ông sư nọ, cho nên tôi mới vào, hay là tôi làm cái này, tôi giúp cho người này, tôi giúp cho người kia, tất cả là sai. Mà chúng ta làm là để chúng ta tạo cái vô tham, vô sân, cái vô si, hay là chúng ta làm để chúng ta, chính là hành động để chúng ta tu tập, tức là nhân làm duyên, để chúng ta có cái nhân, cái duyên để chúng ta thực hành các công đức mà chúng ta tạo phước lành. Bởi vì các công đức lành này chính là những hành động thiện do thân, do khẩu, do ý của chúng ta làm. Không vì người nào mà cũng, mà chính vì vì cái tinh thần chúng ta muốn cầu phước lành. Chứ còn giờ bực bội, bây giờ nha, bực bội cô này, bực bội cô kia ở trong ban điều hành, hay các sư thích nghe sư này, không thích nghe sư kia, thì tất cả cũng tùy duyên. Hôm nay chúng tôi trách nhiệm mà chúng tôi có mặt thì chúng tôi phải thuyết. Chúng tôi có đòi hỏi một vị thứ hai cũng không được. Hôm nay trách nhiệm của chúng tôi thì sẽ hữu duyên với một số người mà không hữu duyên với một số người. Thì ngày mai vị khác cũng vậy, hữu duyên với mình mà không hữu duyên với người khác. Vì vậy cho nên trong cuộc sống này nhiều khi chúng ta phải biết chuyển hóa nè. Mà đó chính là cái tâm mình biết cái gì, biết kiểm soát để đừng có khởi lên cái sự bực bội, cái sự hiềm tị, mà đó chính là trong sạch hóa cái tâm của mình, để cái tâm của mình nó không có bị các cái bất thiện nó xâm nhập mình. Mà khi cái tâm mà được trong sạch hóa, được gội nhuần đó đó, thì những cái ý niệm thiện hay là những cái điều tốt đẹp nó khởi sanh lên. Khi mà làm được như vậy, tức là chúng ta được cái nền tảng của tịnh hảo, được cái tâm tốt. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói đó, muốn mình không nói xấu người, hay muốn mình có cái sự hiền diệu với mọi người, có sự tu tập, thì mình phải tu tập cái từ tâm. Mong rằng mình, tâm mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nói với tâm từ, không nói với tâm sân với người. Thì mình phải nhớ cái đó nhiều. Và khi đó, khi mà bực lên đó, thì mình cũng nhớ chuyện đó. Cũng như mong rằng mình đừng bao giờ mình suy nghĩ xấu về người, mà hãy nghĩ tìm cái chỗ xấu của mình. Bởi vì người khác xấu là của chuyện của người, mình xấu mới là một chuyện. Mình suy nghĩ xấu về người tức là mình đang xấu như người, chính là ác tâm, chính là cái tâm động lực xấu nó đang cự trị trong tâm ta. Bao nhiêu đó thôi là chúng ta đã nuôi dưỡng những cái căn thiện, những cái chuyện rất là tốt. Cũng vậy, đây là cái tâm phóng dật dẫn dắt chúng ta si mê, dẫn dắt chúng ta thân hành động ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác. Cái tâm phóng dật này, cái tâm mà không được niệm, cái tâm mà không được định, không được niệm này ngự trị, không có chánh niệm tỉnh giác này, thì nó dẫn dắt cho chúng ta đến sanh tử đau khổ triền miên đời này qua đời nọ. Đó là những tâm ác mà. Thì giờ chúng ta suy nghĩ như vậy mà chúng ta dạy dỗ được cái tâm của mình,
nó điều phục được tâm của mình. Cũng như chúng ta nhớ Ngài Chakupala, cái sự tu tập Ngài cố gắng để gìn giữ. Con mắt này nó có hư là con mắt nó hư, từ tiền thân đau khổ rồi, nhưng nguyện không từ bỏ cái gì, cái giới mình đã thọ trì, nguyện không từ bỏ cái pháp mình đã thực hiện. Cũng như chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta có một chánh tri kiến, không có tin tà thần quỷ quái, thì dầu cho mình có cuộc sống, cuộc đời mình có thác gền, có gặp những khó khăn, chúng ta cũng không bao giờ bỏ tam bảo. Dầu cho người ta có chiêu, dầu người ta có dụ, dầu người ta có làm như thế nào, nhưng tâm của mình một lòng giữ gìn cái tâm tịnh hảo, giữ gìn cái tâm tốt, cái vô tham vô sân đó để phát huy lên. Bởi vì mình biết rằng cái nghiệp của chúng ta đang xuất hiện. Nhiều khi mình tu nhưng đều cái nghiệp hậu báo, nghiệp quá khứ nó hiện về, làm cho chúng ta bị mất mát về tình cảm, mất mát về tiền bạc, mất mát về của cải, đau khổ về thân tâm này, vân vân. Thì điều do chính là cái trạng thái của nghiệp luân hồi mà nó hiện về để nó làm cho chúng ta không được an vui. Mình hiểu được như vậy, mình biết được như vậy thì mình vượt qua tất cả. Dầu cho đời này có đem đến cho chúng ta vui hay đem đến chúng ta buồn, chính là do cái nghiệp của mình đã tạo từ tiền thân. Tại sao người ta tốt mà mình lại xấu, và có những lúc người mình tốt người ta lại không được như mình, thì đó cũng do cái thiện căn, do cái ác và do cái thiện, do cái bất thiện căn và thiện căn của mình đã tạo. Tức là chính là vô tham vô sân vô si, đó cũng chính là căn tham căn sân căn si chúng ta đã tạo. Cho nên ở đây sự tu tập đòi hỏi mọi con người đệ tử cần phải có một cái hướng tâm đến cái gì, đến cái điều thiện, đến cái điều lành. Mà cái điều thiện điều lành này dầu cho có như thế nào chúng ta cũng luôn luôn biết trân biết quý. Trong cái cõi phàm phu, trong cái kiếp mạng kiếp người này được quý giá, được có được nhờ có cái thân này, nhờ kiếp người này mà chúng ta mới tạo được các cái thiện sự. Chúng ta nhớ như vậy, cho nên biết trân quý để tạo các công đức như là bổ thí, trì giới, tu tiến, cung kính, phục vụ, thiết pháp, thính pháp, thì công đức, hữu công đức, cải chánh, đi kiến, vân vân. Thì những cái nhân lành cho quả vui đó, hay là những thiện tâm đó, hay những từ những cái tâm lành tâm tốt mà nó tạo thành một cái vô tham vô sân vô si, để cho những cái tâm tịnh hảo, để cho cái tâm tịnh hảo và tâm sở tịnh hảo nó xuất hiện, và nhờ như vậy nó trợ tạo cho các thiền chứng và đạo quả được phát sinh lên và được tốt đẹp. Và chính vì cái điều đó thì nó sẽ là một trong những cái nhân duyên để chúng ta được an vui ở hiện tại và cũng như là được tốt đẹp ở trong tương lai. Thì đó chính là do cái nhân của tất cả chúng ta làm, chứ không ai làm cho chúng ta cả. Xin nhắc lại, không ai tạo cho chúng ta tốt mà cũng không ai làm cho chúng ta xấu. Xấu hay tốt là do tự thân của tất cả chúng ta đã đang và coi như đã làm, đang làm hay là sẽ làm trong tương lai, là do chính mình tạo ra cái vô tham, cái vô sân vô si, tạo ra những cái tâm sở tịnh hảo hay tâm tịnh hảo. Và cũng chính mình như hôm qua đó, tạo ra cái căn bất thiện, tức là tham bất thiện, sân bất thiện và si bất thiện, bất thiện căn, chính là nhân đưa đến sinh tử đau khổ triền miên. Và hôm nay tức là nhân cái vô tham vô sân vô si đó, nhưng nó đưa đến cái tâm tịnh hảo, và chính là những cái pháp mà Đức Phật gọi là thù thắng, chính là nhân lành đưa đến kết quả của thiền định, đưa đến kết quả của đạo quả, do nhờ cái nền của căn vô tham vô sân vô si này mà phát sinh tới.
Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, ta xin có đôi điều trình bày như vậy để chắc chắn chư tôn đức tăng quý ngài sẽ thảo luận bài học hôm nay sẽ được tốt đẹp và đầy đủ hơn nữa. Ta xin chấm dứt nơi đây, nếu có gì điều gì sẽ tất kính cũng mong toàn thể quan hỷ thỉnh dân và phương lành đức trời của tất cả vị chư tiên của vị chánh pháp chư thần chư tiên tại nơi đây cũng như nơi quý vị, mong tất cả được an lạc được tấn hóa. Nam mô Bố Thà nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sa Khai nhé. Xin hỏi quý thượng đế có nghe chúng tôi nói được không? Dạ. Thưa quý vị quan hỷ, là chúng tôi đang ở trên chương trình trại hè Phật giáo 2019. Giờ đó quý vị chịu khó một chút. Bạch thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có trước máy không? Nếu thượng tọa Từ Siêu đang có mặt trước máy, xin thượng tọa trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Bạch thượng tọa Từ Siêu, tại sao trong A Tỳ Đàm đó có khi tâm thiện như là tâm thiện dục giới đó, tâm thiện không nhất thiết là làm việc thiện. Chúng ta lấy ví dụ là một người ngồi ở trong lớp học học được tốt, học được giỏi, thì qua thì làm cũng nói rằng đó là làm của bằng tâm thiện dục giới. Thì tại sao trong trường hợp trong anh thì làm nói rằng có những trường hợp tâm thiện không nhất thiết làm việc? Xin kính thỉnh thượng tọa nghĩ giải thích về điểm này. Anh đã buộc thầy nha. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, khi mà nói đến cái tâm thiện thì ở đây chúng ta biết rõ là cái chữ thiện nó có năm ý nghĩa. Trong năm ý nghĩa đó, cái ý nghĩa sau cùng Sukhavi Bhakhu tức là cho quả vui đó. Thì như vậy tâm thiện lúc đó đang làm việc thiện với cho quả vui. Còn bình thường cái tâm thiện là trạng thái tâm tốt đẹp, lành mạnh, nó chỉ khởi lên để chi phối cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng khi làm việc thiện thì ta làm bằng tâm thiện, nhưng mà khi ăn trú ở tâm thiện thì không nhất thiết phải làm việc thiện. Đó là một cách để chúng ta giải thích. Nhưng mà cách thứ hai chúng ta nên hiểu rằng việc thiện ở đây nó có nhiều, có nhiều cách, có nhiều việc. Bố thí là một việc thiện mà chúng ta thường thấy người ta làm, tức là đem biếu tặng cho hay là cúng dường. Trì giới là một việc thiện,
là có tác ý ngăn ngừa những ác của thiện pháp về thân về khẩu. Tu thiền là một việc thiện, tức là ngồi lại chú tâm trên một cái đề mục, giữ tâm an trú trên một đề mục, không để cho phóng dật, không để cho tán loạn theo trần cảnh, cung kính cái thái độ gật đầu chào hay đứng dậy tiếp đón, hoặc là chắp tay lên chít, hoặc là quỳ xuống đảnh lễ, đó là cái sự cung kính bằng cái hành động. Cái tâm có cái sự quan hỷ, trân trọng người đối thiện, đối diện, thì như vậy là cái sự cung kính bằng bằng ý. Đó cũng là một việc thiện, thưa quý vị. Phục vụ là khi mình nghĩ đến lợi ích cho người khác, mình không có nệ hà công sức để mình giúp cho họ, đỡ đần cho họ, thì như vậy gọi là quay vô chắc cũng là một việc thiện. Chánh pháp tức là nói chung, tức là ngồi nghe pháp, học pháp bằng cái tâm cung kính, bằng cái tâm kính cẩn, nghiêm túc lắng nghe cái lời giảng, lời dạy, và nhớ hiểu từng câu từng lời với cái tâm ý quan hỷ. Cái đó là một việc thiện chứ. Thính pháp cũng là một việc thiện. Nói pháp Thamadisna, khi gặp người khác trong cái lời nói chuyện, mình cố ý nói những lời hay lẽ phải, nói những lời có liên hệ đến mục đích, liên hệ đến lợi ích, dựa theo Phật ngôn, dựa theo thiện ngôn để nói cho người khác nghe hiểu, thì đó cũng là một việc thiện. Hưởng phước khi mà mình làm được một cái việc lành gì, một cái công đức gì, công hạnh gì, chúng ta liên tưởng đến một người thân nào đó, một chúng sinh nào đó, chúng ta với ước mong rằng những người này sau khi thấy biết hiểu được công đức ta đã làm, hãy vui thích theo, hãy quan hỷ theo cái việc thiện đó. Cái đó là cái cách để họ ứng phước, cũng là một việc thiện. Tùy ý phước, khi mình thấy người khác làm, mình nhìn họ làm, hoặc là mình nghe thuật lại cái chuyện thiện mà họ làm, chúng ta khởi lên cái tâm vui thích, nghĩ rằng
người ấy làm chuyện phải, làm chuyện tốt, làm như vậy là đúng, làm như vậy là đưa đến lợi ích cho người đó. Chúng ta có cái tâm tán thán cái công hành của người khác là như vậy, gọi là tùy hỷ phước. Bất tăng mô đâm na, cái đó cũng là một việc thiện. Rồi cái chánh tri kiến của chú Cà Tát, đi thưa chú Cà Tát, khi mà mình khởi lên tư tưởng, khởi lên một cái quan điểm, lúc nào cũng dùng cái trí tuệ để cân nhắc những cái quan điểm đó, những cái tri kiến đó, chỉ giữ theo cái lập trường chánh Attak-samabandhi, không để cho cái tri kiến nó lệch lạc đi vào hướng tà, thì gọi là cải chánh tri kiến. Thì cả 10 điều trên được gọi là Puñña-kriya-vatthu, là phước nghiệp sinh, là những điều tạo nên phước vật hoặc phước đức hoặc phước trí, hoặc là điều thứ 10 là nó tạo nên cả ba loại phước. Thì như vậy rõ ràng là ở đây dù hình thức như thế nào thì tâm thiện nó cũng làm được cái điều thiện, hình thức như thế nào. Chỉ có những điều mà chúng ta quan niệm là việc thiện, tức là chúng ta bố thí giúp đỡ cho người khác, chúng ta chỉ nói ở một khía cạnh đó, thì chúng ta mới thấy mình, những người khác họ ngồi không, không có làm, thì chúng ta cho rằng họ không có làm việc thiện. Nhưng mà thực ra đó, thì họ đang làm việc thiện mà chúng ta không biết. Nhưng mà tại vì họ làm việc thiện với cái cảnh, cái đối tượng là khác, cho nên chúng ta không có nhận ra được. Đó là cái khía cạnh thứ hai mà chúng ta cần phải hiểu. Ở cái khía cạnh thứ ba đó, thưa quý vị, khi một cái tâm thiện sinh khởi, trong cái lộ tâm đắc thiền hay lộ đắc đạo quả, thì tâm thiện lúc bây giờ không phải là làm việc thiện, bởi vì cái chức năng, cái vai trò của cái tâm thiện lúc đó là nó giữ một trạng thái thanh tịnh, một trạng thái thanh tịnh, và là cái môi trường tốt để cho tâm thiện chứng phát sanh, tức là tâm sắc giới, vô sắc giới, hay là làm cho động lực siêu thế phát sanh, tức là tâm đạo tâm quả. Như vậy thì ở giai đoạn sát na Parikamma chuẩn bị, Upachara cận hành, Anuloma thuận thứ và Gotrafu được chuyển tập, thì ở cái sát na chuẩn bị cơ hành thứ chuyển tập đó, cái giai đoạn này là cái tâm thiện
dùng giới. Thì chúng ta nói rằng cái tâm thiện đó nó không làm việc thiện là vì cái tâm thiện đó là nó không có đang làm việc bố thí thì giới. Nhưng mà chúng ta nên hiểu rằng hãy mà thanh lọc tâm đó bằng cái thái độ vô tham, bằng cái trạng thái vô tham, vô sân và vô si, tức là có trí tuệ trong đó, thì như vậy cũng đã là có một việc thiện, bởi vì mới gọi là động lực, động lực thiện. Nhưng mà bây giờ chúng ta phủ nhận cái này không phải là việc thiện, nhưng mà chúng ta không không thể nói rằng nếu không làm việc thiện tức là làm ác, không phải nói như vậy. Mà tại vì cái tâm thiện nó đang án được, cũng chẳng hạn như bây giờ thế này, chúng ta thí dụ một em học sinh, những em học sinh nó đang học ở trường, khi nó học 4 tiết, học học được 2 tiết thì chuông reo để báo cái giờ giải lao, nó bước ra ngoài sân và nó ngồi đó, hoặc là nó đi tản bộ trong sân trường, lúc đó nó không học. Thì bây giờ không lẽ chúng ta nói rằng đứa học trò đó bữa nay nó đi đến trường nó đã bỏ học hết 15 phút. Cái bỏ học trốn học đó là khác, còn cái trường hợp này nó vẫn học nhưng mà trong giờ đó nó không học. Cái thời khắc 15 phút đó là giải lao, nhà trường cho phép giải lao là nghỉ, thì cái trường hợp nó khác luôn. Cho nên khi mà nói đến cái chỗ mà nói rằng tâm thiện không nhất thiết phải là việc thiện, thì những việc thiện đó chúng ta phải nói cô động việc thiện như thế nào, chúng ta phải cụ thể là việc thiện như thế nào. Và nói rằng tâm thiện khởi lên mà không phải là việc thiện đó, thì trong trường hợp chúng ta phải nhận xét, bởi vì ngay cả như một người khi thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, mà người này có chánh niệm tỉnh giác để thu thúc các căn không để cho tham sân nó sanh khởi, thì như vậy trong trường hợp này cũng đã là một cái việc làm thiện. Chúng ta nói việc làm thiện, người mà sơ cơ đó thì họ nói rằng ngay trong lúc đó đâu có thấy là việc thiện đâu, mắt chỉ nhìn thấy cảnh sát như vậy rồi ấy, nên thinh ngó chỗ khác như vậy tại sao gọi là việc thiện. Nhưng mà không, cái chỗ này cũng là việc làm, bởi vì sự thu thúc. Hay là khi chúng ta thấy một tai nạn xảy ra, thấy một cái người chết, ngay trong lúc đó chúng ta khởi lên cái tâm trí tuệ để mà chúng ta xưng bán đời vô thường là như vậy, các pháp hữu vi vô thường là như vậy. Khi mà chúng ta quán về vô thường của pháp hữu vi, quán về đại tính khổ của pháp hữu vi, quán về vô ngã của danh là sắc, thì ngay trong lúc mà tâm thiện làm cái công việc đó thì nó cũng là cái việc thiện. Nhưng mà tại vì chúng ta không nghĩ rằng là một việc thiện, chúng ta cho rằng đó chỉ là những cái tư duy tốt, nó hướng chánh vậy thôi,
Chứ người đó chỉ ngồi đó im lặng để mà tư duy thì sao gọi là làm việc thiện được. Chúng ta bỏ cái khái niệm làm việc thiện đó đi thì chúng ta mới hiểu được cái chức năng của tâm thiện. Nói tóm lại là dầu cho có thể hiện bằng hành động, bằng lời nói hay không, nhưng mà hãy thể hiện bằng ý, suy nghĩ tốt do cái đặc tính tâm vô tham đối với cảnh, vô sân đối với cảnh và có trí tuệ suy xét đối với cảnh, thì như vậy cũng đã là làm việc thiện rồi. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi thảo luận số 1 của Thượng Tọa Giả Đàm. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú kính trình Thượng Tọa Tiểu Siêu. Bạch Thượng Tọa Tiểu Siêu, Thượng Tọa có thể trong một vài cái suy nghĩ là tại sao khi mà mình nói về các căn thiện đó thì mình xài các cái phụ định từ như vô tham, vô sân, vô si. Tại sao lại là những phụ định từ? Xin thỉnh Thượng Tọa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, chính vì cái pháp chân đế mà dùng cái phủ định từ như là vô tham, vô sân, vô si, cái đó ý nghĩa mới là rộng rãi. Chứ còn nếu mà chúng ta xài những cái từ mà thành phẩm rồi đó, là buông xả, từ ái và trí tuệ, thì như vậy nó bị cục bộ, bị giới hạn. Thí dụ như bây giờ khi mà một cái vật gì đó, thí dụ như là cái ly hay cái chén mà chúng ta dùng xài, nó lỡ rớt bể hay ai đó làm rơi rớt bể, thì đối với một cái vật mà chúng ta dùng xài bây giờ nó rất bể đi, thay vì khởi lên cái tâm tiếc nuối, cái tâm khó chịu, cái tâm thất vọng, thì bây giờ chúng ta đối với trong trường hợp đó, chúng ta phải khởi lên cái tâm thiện. Cái đặc tính này là nó không có nóng nảy, nó không có phiền muộn, vô sân nó hay hơn. Lúc bây giờ trong trường hợp này thì chúng ta không thể nào khởi lên cái tâm từ ái đối với cái ly bị bể được. Cái đó là vô lý. Nếu cái ly rớt, cái ly nó bị bể thì chúng ta khởi lên cái tâm từ ái với cái ly bị bể, cái chuyện đó là cái chuyện mà nó không có trúng đâu gì đâu hết. Nhưng mà chúng ta nói là trong hoàn cảnh đó mình giữ cái thái độ vô sân, tức là không có nóng nảy, không có phiền muộn thì được, cái đó là tốt.
Đó là chính xác. Cũng vậy, khi mà một cái hành động bố thí cần phải có cái sự buông xả, tức là không có cái bón xẻn, không có keo kiếp, thì chỗ này chúng ta sẽ chỉ buông xả. Nhưng mà trong trường hợp ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, khi mà chúng ta gặp cảnh sắc, cảnh thân vân vân, để làm sao chúng ta đừng có tham mắc, vậy là tốt rồi. Chứ không phải là chúng ta gặp đó mà chúng ta buông xả được. Không phải trường hợp nào chúng ta cũng xài cái tiếng buông xả để chính xác. Cho nên cái từ mà vô tham vô sân đó, xài phủ định từ vô thì nó bao gồm, nó bao gồm hết. Còn đối với vô si thì trong trường hợp này chúng ta có thể xài cái trí tuệ trong đó để thay thế cái chữ vô si. Thì vô si có nghĩa là không có mê mờ, không có ám muội. Cái sự không có mê muội đó thì nó đồng nghĩa với sự sáng suốt, mà sáng suốt thì là trí tuệ. Nhưng mà đã dùng cái từ gọi là vô tham vô sân rồi đó, thì để đối lập lại với tham sân, tham căn sân căn, bây giờ vô tham căn vô sân căn, thì khi si thì chúng ta dùng cái chữ vô si căn. Cho nên cái chữ trí tuệ để chúng ta thay thế cho cái từ mà có phủ định như là vô si, chúng ta thay thế. Nhưng mà vô tham sân của chúng ta không phải là chúng ta xài cái tiếng buông thả, buông xả thì từ ái ở chỗ này nó đúng rồi, tùy theo chỗ mà nó xài từ ái thì buông xả. Đương nhiên là tu tập tâm từ mới ta là vô sân, đương nhiên tu tập vô thí là tâm phải buông xả, không có dính mắc. Nhưng mà ở đây nói cái nghĩa rốt ráo thì phải là xài chính xác cái chữ vô, vô tham và vô sân. Chỉ có vậy thôi. Đó là ý nghĩa câu trả lời số 2, thảo luận số 2 mà chúng tôi xin được trình bày. Nam mô Thầy. Sa thú ký trần thì tòa thầy siêu. Bạch thầy tòa Pháp Tân, thầy tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thầy tòa Pháp Tân nghe được kính thỉnh, thầy tòa Pháp Tân trả lời cho cô thảo luận số 3. Dạ, thầy tòa Pháp Tân siêu đi nghỉ. Thầy tòa Pháp Tân, thầy tòa có mặt ở trước máy không? Dạ. Dạ, một lần nữa xin được hỏi thầy tòa Pháp Tân, thầy tòa có nghe được không? Dạ. Thầy tòa Pháp Tân, chúng ta thường nghe nói rằng hãy mình làm việc thiện bằng cái tâm thiện đó thì mới đúng là tạo phước. Nhưng mà trong đời này có nhiều công việc tốt nhưng mà làm bằng tâm bất thiện, ví dụ làm bằng cầu danh cầu lợi chẳng hạn, thì nếu người làm việc từ thiện mà bằng tâm cầu danh cầu lợi thì có phước không? À, xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Tân Quang Hỷ chia sẻ vài suy nghĩ của thượng tọa về điểm này. Dạ, Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Tự Tội Tự Siêu, Tự Tội Giác Đẳng, Tự Phật Đăng, Tự Tội Quyền, Tự Minh An, Tự Tội Pháp Tính. Cùng chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ.
Qua câu hỏi của thượng tọa thì con nghĩ rằng chứ thật ra thì cái người làm việc thiện thì mình thấy cái hình thức là bên ngoài, hình thức là làm việc thiện chẳng hạn như họ bố thí, chẳng hạn như họ bố thí cúng dường, chẳng hạn như họ làm những cái việc mà giống như đắp đường xây nhà chẳng hạn. Thì mình nhìn vào ở trong một cái người mà làm cái việc thiện đó thì mình xem coi sự thật ra cái động cơ mà để họ làm cái việc đó, nhìn cái việc làm thì mình có thể nói rằng đó là việc thiện, bởi vì họ làm những cái chuyện mà như cái việc như là bố thí cúng dường đến mọi người, hay là cho đến mọi người, hay hoặc là cúng dường đến những cái điều gì đó tam bảo, rồi là hoặc là họ xây nhà đắp đường làm những chuyện đó. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta xem coi cái động cơ đó, cái động cơ mà khiến cho họ làm. Bởi vì nếu như một người mà làm, có những người làm vì danh, họ muốn cho họ có danh nhiều, sự thật làm không bao nhiêu nhưng mà muốn cho có danh, thì họ muốn phô trương ra, họ muốn hình thức ra. Những cái việc mà họ làm đó thì mình thấy là làm việc thiện, nhưng mà rồi họ muốn cái của họ muốn biết nhiều, người khác biết nhiều hơn qua những cái gì mà được cái giống như cái những cái người mà họ quảng bá cho để biết đến đến họ. Hoặc là có thể là nói là những cái động cơ, hoặc là họ làm gì cái lợi cũng có. Lợi ở đây muốn nói ví dụ như có người họ làm cái việc đó, sau đó thì họ sẽ quảng bá để họ thu lại những cái lợi khác. Giống như cái hình thức mà chúng ta thấy nhiều khi họ khuyến mãi, giống như những cái người mà kinh doanh khuyến mãi buôn bán. Sự thật cái những cái ở Việt Nam nó có những cái việc mà mình thấy có những cái đồ mà họ khuyến mãi đó, thì sự thật nó không có giá trị bao nhiêu, thậm chí cái đồ nó không có tốt mà. Không tốt, nhưng cái mục đích chính của họ là họ muốn quảng bá, họ muốn thu lợi để về cái họ bán được một cái món hàng nào đó mà ở đó họ thu lại nhiều cái lợi nhuận. Thì sự thật ra mình thấy cái điều mà muốn quảng bá thì đó là cũng là cái kỹ năng kỹ xảo của một cái người buôn bán. Sự thật ra như vậy. Thì ở đây ý chúng tôi muốn nói là cái người mà làm việc thiện thì cái hình thức đó, thì mình thấy họ làm việc thiện, nhưng mà cái động cơ đó thì có thể là vì danh, có thể là vì lợi, hoặc là ở trong cái suy nghĩ của họ muốn hơn thua với một người nào đó, hơn thua như nào. Hoặc là thấy người ta làm vậy nên người đó danh giá như vậy, họ làm như vậy, tại sao mình cũng danh giá như vậy mà mình không làm được vậy, muốn hơn thua với họ, làm ra cho có vẻ như là một cái người một là hơn họ hoặc là bằng họ, chứ cũng không phải là thua họ, xúc họ một cái mặt nào. Cho nên ví dụ như người ta giàu người ta làm, mình tại sao mình giàu mình không làm, nghĩ vậy mình làm, nó khác với lại một cái người mà làm việc thiện bằng cái lòng tin. Bởi vì cái lòng tin thì ở đây đó là mình tin ở nơi nhân quả, tin ở nơi những cái thiện nghiệp mà mình làm, nó làm nó có cái kết quả đó. Ít ra thì một người mang đến sự an lạc cho người khác trong sự giúp đỡ của mình thì mình cũng đã tạo được cái sự an vui cho người khác bằng cái tâm thiện rồi. Cái thứ hai nữa là mình bố thí cúng dường bằng cái cách là mình làm cho cái tâm của mình nó thiên giảm bớt những cái pháp bất thiện, thương giảm những cái sự
bón rít keo kiệt, đúng không? Thì khi mà mình nghĩ đến những điều đó, mình làm do mình làm như vậy là những việc thiện mong mà nhất là giúp được cái tạo được cái sự an vui cho người khác là một việc thiện. Thứ hai là mình làm cho cái nội tâm của mình nó được an tịnh, xả ly bớt những cái sự cấu quế sang tham, thì cái đó việc làm đó thì bởi vì khi mà mình nói rằng cái yếu tố mà trọn phước đó, thì cái đối tượng để thọ nhận là một yếu tố, cái tâm lý của mình là một yếu tố, vật mình thấy cũng là một yếu tố. Nhưng mà nói cho cùng thì cái tâm lý của mình nó rất là quan trọng. Thì cái người mà bố thí vì danh vì lợi, chúng tôi nghĩ rằng họ cũng có một cái bằng với cái tâm thiện, nhưng mà cái phước ấy, cái quả báo không có lớn, không có lớn. Bởi vì dù gì đi nữa thì khi họ mong mỏi có một cái điều gì đó, cái kết quả cho họ, cái lợi nhuận gì cho họ, thì chúng tôi nghĩ lắm họ có lắm, thì họ cũng sanh lên cõi trời, cõi tứ thiên dương, cõi tứ thiên dương. Mà quý vị biết rằng là nếu mà họ sanh lên cõi trời tứ thiên dương thì họ có những phần sự cái việc làm của họ. Như mình thấy là bốn vị đại thiên vương, mỗi một vị là cai quản Atula, cai quản ngạ quỷ, rồi chư thiên nè, những cái những vị cai quản, mà mỗi một cái vị thiên như vậy đó thì họ có những cái công việc làm của họ. Ví dụ như là mình biết là càng thác bà này, hay hoặc là làm những cái vị mà có những cái giống như mình nói là có những cái công việc làm, thì do mình nghĩ đến những cái việc mà bố thí mà mong được như vậy, mong được cái lợi như vậy, thì mình sẽ có những cái kết quả là mình sẽ có cái công việc, có công việc làm. Trong khi một cái người mà bố thí là làm một cái việc thiện phước gì đó mà họ nghĩ rằng làm sao để dẹp trừ được cái tâm bất thiện. Ví dụ như mình đảnh lễ một vị nào đó, một vị mà mình nghĩ là đạo cao đức trọng, đạo cao đức trọng, mình đảnh lễ vị đó là vì mình kính nể cái phước của vị đó, đảnh lễ để mình hạ bớt cái tôi của mình không có cao nữa, mình hạ xuống bất cái bản ngã của mình để mà mình đánh lễ, và mình cũng cung kính cái gì đó để mong là tạo cái phước lành do cái phước cung kính. Thì ở đây đó, bất cứ mình làm cái việc thiện gì mà làm cho một cái tâm của mình nó nhu nhuyến, làm cho một cái tâm của mình nó thật sự là có một cái tâm thiện, nó dịu bớt đi, nó làm lắng dịu bớt đi những cái pháp bất thiện từ ở nội tâm, thì chúng tôi nghĩ rằng cái phước nó lớn. Còn nếu mà ở bên cạnh đó một người mà làm một cái việc thiện gì đó, nhưng mà sau đó cái động cơ rồi Dạ, vì nghe rõ không ạ? Thì khi mà mình thấy cái hình thức á, của một cái người làm điều thiện á, thì cái hình thức là thiện, nhưng mà nếu mà nó xuyên suốt ở trong những cái tâm thiện không á, thì cái phước báo nó thù thắng hơn. Còn cái người mà làm cái hình thức tuy là việc thiện, nhưng mà cái động cơ của nó là có chứa chấp những cái pháp bất thiện, hoặc là mình
vì cái lý do này lý do nọ nên mà mình tạo cái phước mà pháp bất thiện nó sanh khởi lên, thì cái đó nó cũng có phước nhưng mà nó không bằng, cái quả nó cũng không có thù thắng bằng. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái phước là làm cho cái tâm của mình được an tịnh và cái cuộc sống của mình nó được hanh thông, được hanh thông. Nếu mà mình được cuộc sống được hanh thông, cái tâm mình được yên tịnh thì mình nghĩ là mình có phước, mình nghĩ là mình có phước. Thì như vậy thì ở đây đó có thể nói rằng là một khi mà mình làm việc thiện gì đó thì cũng tránh đừng để cho cái tâm bất thiện nó sanh khởi, và cái động cơ mà bất thiện nó sanh khởi lên để khiến cho mình làm một cái việc gì đó nhìn cái hình thức ở bên ngoài thì rõ ràng là việc thiện, nhưng mà quả rõ ràng là ở bên trong đó, ở trong cái nội tâm, cái động lực của nó làm. Bởi vì tâm của mình nó có thể thay đổi theo từng thời gian, mỗi sát na, mỗi một cái sự chủ tâm của mình nó có thể sự thay đổi khác nhau. Và với một cái việc thiện như là trong cái đời sống mình cung kính, mình phục vụ, hoặc là mình bố thí cúng dường, hoặc là mình làm tất cả những việc thiện gì khác đó, mình nên giữ cái tâm của mình. Cái tâm nó để làm sao cho những cái thiện pháp nó sanh khởi trong tâm mình thường xuyên như vậy, chứ để có một mãi may nào đó, một chút nào đó khởi lên những cái pháp bất thiện vì lý do này lý do nọ để mà mình làm, thì rõ ràng là cái việc thiện, cái quả báo, cái quả nó không có lớn, không có thù thắng bằng so với một người mà với cái tâm mà mình thực hiện đó bằng với cái niềm tin, bằng cái sự hiểu biết của mình, và mong sao với cái sự làm việc thiện đó để gột sạch những cái thối hư tật xấu, cái pháp bất thiện ở trong lòng, cấu quế phiền não, thì thật sự là cái quả nó lớn hơn. Thì qua đây thì con xin có vài cái ý chia sẻ theo cái nghĩ của con qua cái câu hỏi của thượng tọa mà vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Đại đức Pháp Tính, Đại đức Tính có mặt trước máy và nghe được không? Nếu Đại đức Pháp Tính nghe được, xin chỉnh Đại đức Pháp Tính trả lời cho cô thơ lượng tiếp theo. Đại đức Pháp Tính, ngày hôm nay chúng ta nói về ba cái căn thiện, ba cái thiện căn là vô tham, vô sân và vô si. Thì ở trong thế gian họ thường nói là người đó có thiện căn hay không, không có thiện căn. Nhưng mà phải chăng là theo Phật pháp đó thì tất cả mọi người có cái đều có thiện căn, như là trí tuệ, như là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nhưng mà vấn đề là mình có khai triển hay không, có đúng như vậy không? Tức là mỗi người đều có tâm tịnh hảo và tâm thiện, dùng giới tịnh hảo thì đều có thiện căn, có đúng như vậy không? Xin kính thỉnh Đại đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn Phong An. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên thì đối với nói về căn, nói về căn thì coi như là con người của chúng ta do chúng ta sanh, được sanh lại làm người, thành ra chúng ta có cái gốc
là chúng ta có cái gốc. Một á, là chúng ta có cái nhân mà gọi là vô tham và vô sân. Còn vô si thì có trường hợp con người là có được là những cái căn đó, là có người thì không có. Nhưng mà ở đây á, nói về cái đời sống bình nhật á, thì do chúng ta đó, là nếu mà một người mà biết khai thác, là chúng ta biết khai thác, thì có nghĩa là khai thác là cái điều này là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta sống, chúng ta được sanh lại làm người, sanh lên làm người là chúng ta đã có cái thiện căn rồi, cái gốc rễ rồi, cái mù lá đó. Nhưng mà ở trong đời sống bình nhật, ở trong cái đời sống thường ngày, nếu mà mình biết ở cái trú xứ thích hợp, rồi mình biết ở gần các bậc thiện tri thức, rồi mình biết ở gần thân cận với bạn lành, có nghĩa là như ở trong cái thời nay mình được gần với những cái người mà người ta hiền đó, thì nhờ những cái yếu tố này sẽ phát triển cho chúng ta, càng ngày chúng ta càng có những cái thiện tâm nó tốt hơn, càng ngày chúng ta càng tạo được những cái phước lành nó tốt hơn. Còn giả dụ như mà chúng ta cũng sanh ra làm người, chúng ta cũng có cái thiện căn, nhưng mà do chúng ta không có cái trú xứ thích hợp, chúng ta không có thân cận với những cái bậc trí, chúng ta không có bạn lành, thì coi như nhưng chúng ta không có cái cơ hội để mà khai thác, không có cái cơ hội để mà tạo những cái thiện pháp đó. Cũng như giống như cái trường hợp mà một cái vị sa di đệ tử của ngài Kassapa đó, thì do bị quở phạt như vậy thôi mà cái vị đó đã giận dữ với người thầy của mình mà đốt cốc, đập bể đồ đạc, vân vân. Cuối cùng thì cái vị đó mạng chung, phải rơi vào khổ cảnh đó. Thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình cũng là sanh lên làm người, cũng có thiện căn, nhưng mà mình không biết khai thác là do mình thân cận, mình không có biết cái sự tác ý, hoặc là mình không biết suy tư để phát triển cái thiện tâm của mình lên, thì nó sẽ rơi vào những cái ác tâm đó. Còn đối với cái chuyện mà mình không có thiện căn thì nó hơi khó rồi. Là tại sao? Tại vì ít nhiều gì mình được sanh lại làm người đó thì là do mình có những cái nhân thiện, có những cái nhân thiện, thành ra mình mới được sanh lại làm người. Thì bây giờ nó chỉ còn có ở cái chỗ là biết khai thác hoặc là không biết khai thác, có nghĩa là biết thân cận với bậc trí, biết tạo những cái phước lành, biết làm lành lánh dữ đó, thì coi như là mình biết cái sự khai thác về cái thiện pháp. Còn mình cũng sanh lại làm người, cũng có thiện căn, nhưng mà mình gần với cái bạn xấu, hoặc là mình gần với những người mà không có trí, thì coi như là mình lúc đó mình chỉ chất đầy ác pháp thôi, chứ không có khai thác được thiện pháp. Do vậy mà chúng ta suy xét lại, chúng ta thấy rằng tất cả mọi người được nghe pháp ở trong đây, mình được sanh làm người là mình biết có thiện căn rồi. Bây giờ mình chỉ siêng năng, tinh tấn, mình nghe pháp, hoặc là mình tạo cái phước gì đó, thì dần dần thì cái mình sẽ khai thác được rất là nhiều cái thiện pháp, có nghĩa là mình sẽ tu tập được rất là nhiều cái phước lành. Như vậy thì giống như ở trong kinh nói là mình từ ở một cái lưng voi này leo qua một cái lưng voi khác tốt hơn, từ một cái chiếc kiệu này leo qua cái chiếc kiệu mà nó đẹp hơn, từ cái chiếc kiệu này mà leo lên lầu cao trí tuệ hơn, là do mình có được cái nhân lành, là mình được sanh lại làm người với những cái thiện căn đầy đủ, mình chỉ biết khai thác thì mình sẽ thu hoạch được rất là nhiều cái phước lành. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua cái câu thảo luận của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được dứt lời, con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bổn Thầy Giả.
Alo, alo, quý vị nghe không? Dạ, không biết Thượng Tọa Nhất Đẳng có trước máy không? Thượng Tọa Nhất Đẳng có trước máy, tỉnh Thượng Tọa cầm mic điều họp câu thảo luận. Con thấy cũng gần hết giờ rồi, không biết Thượng Tọa có câu thảo luận nào nữa không? Tỉnh Thượng Tọa đưa lên. Alo, alo. Bây giờ thì chưa thấy Thượng Tọa Nhất Đẳng đưa lên cái câu thảo luận, nhưng mà thì cái bài học thì còn lại khoảng 10-12 phút quý vị. Thì thôi thì chia sẻ với quý vị, thường thường thì chúng ta biết rằng chúng ta gọi là mù lá, cái căn á, thì có ba cái căn thiện và á mù lá là có ba căn bất thiện. Cái ba căn thiện này chúng ta thấy vô tham, vô sân và trí tuệ, đó là ba cái nhân thiện, ba cái căn thiện. Và ba cái căn bất thiện là tham, sân, si. Thì chúng ta biết rằng đối với cái thiện căn á, cái thiện căn á, thì chúng ta thấy có nhiều khi mình nói rằng cái người tục sinh là cái người nhị nhân hay là tam nhân. Thì nhị nhân á, là có hai cái nhân thiện, còn cái người tam nhân á, là có ba cái nhân thiện. Ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà tục sinh á, bằng cái tâm thiện hợp trí á, mình nói cho ra cái tâm quả hợp trí đó, thì đó là những cái vị Bồ Tát chánh đẳng giác kiếp chót, Bồ Tát độc giác, Bồ Tát tinh văn giác, hoặc là các cái vị có khả năng để chứng đắc được thánh đạo, thánh quả, thần thông, thánh trí đó, thì phải tục sinh làm người tam nhân. Có ba cái nhân thiện này, có ba cái căn thiện, đó là vô tham thiện căn, vô sân thiện căn và vô si thiện căn. Thì ba cái căn đó là mình gọi là cái pháp đưa đến thù thắng. Vì nếu mà người nào mà tục sinh có hai nhân, ví dụ trong cái tâm thiện ly trí, thì có hai nhân là vô tham và vô sân thôi, và không có nhân vô si đó, thì gọi là thiếu trí. Những người thiếu trí như vậy đó, nên mình gọi là không có được thù thắng. Thì cái người thiếu trí như vậy đó, thì chúng ta thường nghe nói rằng cái người học 10 nhưng mà chỉ biết một thôi. Học 10 biết một nó thì thường thường là những người tục sinh đó, là cái người thiếu cái căn trí tuệ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có nhiều người đó, họ học một và biết 10. Những người mà tục sinh làm người tam nhân đó, thì họ rất là thông minh. Mình gọi là họ có thể tu thiền, họ đắc được thiền định. Họ luyện thần thông, họ có thể đắc được thần thông. Họ tu thiền quán thì họ có thể đắc được đạo quả. Nên trong thanh tịnh đạo thì có nói đến cái vô tham thiện căn, vô sân thiện căn và vô si thiện căn. Như vậy thì ba cái pháp về thù thắng, bởi vì thường thấy rằng một cái vị Phật thì không thể nào thiếu cái căn vô si được, có nghĩa là cái trí tuệ đó. Thì ngài nhờ cái trí, gọi là chúng ta gọi là cái trí trong cái tâm tục sinh, mình gọi là cái trí mình có thể hiểu như là một cái người có ba la mật. Trong quá khứ mình tạo cái ba la mật trí tuệ ba la mật á, thì bây giờ mình tục sinh á, mình quen tạo trí rồi á, thì mình tục sinh làm người tam nhân. Nên thường thường á, thì chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật á, thì nói rất là rõ ràng cái vô si á, là cái không có cái vô si, có nghĩa là cái không có si mê. Còn thường thường si mê đó thì mình không có sáng suốt, còn cái người vô si là cái người sáng suốt toàn diện. Có thể đưa đến cái Phật trí, tức là một vị chánh đẳng chánh giác thì tục sinh làm người tam nhân, nhất là cái nhân của vô si. Nên khi mà ngài thành tựu nhất thiết chủng trí đó, thì ngài biết được tất cả những cái trí mà đưa đến hạ liệt, hoặc là những cái trí mà đưa đến cao thượng, không có một cái gì trở ngại đối với cái Phật trí hết, mình gọi là vô trướng ngại trí ấy.
hoặc là cái nhất thiết chủng trí, nghĩa là người biết tất cả. Như vậy thì thành những cái pháp này đưa đến thù thắng á, thì chúng ta thấy rằng cái nhân vô si á, là một cái pháp rất thù thắng. Còn vô tham vô sân nó cũng có thể cho chúng ta sanh làm người lạc nhị nhân. Người lạc nhị nhân á, thì chúng ta thấy rằng không có duyên đắc được đạo quả. Còn cái người lạc vô nhân là cái người ngớ ngớ ngẩn ngẩn mà tục sinh làm người không có ba nhân tốt á, không có nhân vô tham mà vô sân và vô si đó, thành ra tục sinh làm cái người ngớ ngớ ngẩn ngẩn, khoa học thường gọi là người thiếu mũi nhọn. Nhưng mà đối với Đức Phật đó, thì với Phật trí đó, thì ngài biết rằng chúng sanh này tục sinh đó, vì đời trước đó, mà người đó làm thiện nghiệp bằng cách lơ là, làm cách lơ là nên người đó sau này sanh đó, là thiếu thiếu trí mà thiếu tư nữa. Thiếu tư là mình trước khi làm thiện mình không hoan hỷ, thì trong khi làm thiện mình không hoan hỷ và sau khi làm thiện mình không hoan hỷ, gọi là thiếu tam tư. Còn thiếu trí là mình không có phân biệt thiện ác. Ví dụ mình có trí là mình thấy rằng những người bố thí, cái người bố thí thì được thành Phật, được thành thánh nhân, hoặc là được làm người đẹp ấy, có như trong cái bài kinh chung của đây dành đó, người giọng nói đẹp lòng người đó, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc dương triều tôn chủ, bậc chuyển luân thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Thì chính cái công đức mà chúng ta tạo đó, bằng cái thiện nghiệp mà có trí tuệ đó, nên chúng ta sanh làm người đó, chúng ta có đầy đủ cái nhân thiện mà để trở thành một vị Phật, hoặc là trở thành bậc thánh, hoặc là trở thành những cái vị có khả năng đắc chứng được thiền định, thần thông, tấn trí. Và chính vì ba cái pháp này được gọi là thù thắng là vì ba cái nhân thiện. Và thường thường ba cái căn thiện này đó, thì chúng ta biết nó là ở đâu. Cái sở hữu trí tuệ đó là cái sở hữu tịnh hảo đặc biệt. Còn cái sở hữu vô tham, vô sân á, là trong sở hữu tịnh hảo biến hành. Bởi chúng ta thấy rằng một là tính, hai niệm, ba tàm, bốn quý, năm vô tham, năm vô tham, sáu vô sân. Thì hai cái tâm sở vô tham, vô sân này đó là hai cái nhân thiện. Hai cái nhân thiện này nó ở trong trong cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Một tính, hai niệm, ba tàm, bốn quý, năm vô tham, sáu vô sân, bảy hành xả. Như vậy thì cái vô tham vô sân đó là hai cái nhân thiện mà nó đi một cặp song hành. Nếu mình có thì phải là người nhị nhân, hoặc là không có luôn là người lạc vô nhân. Còn cái đặc biệt khi mình là người có trí đó, thì mình sẽ có vô tham vô sân luôn. Bởi thường thường cái tâm thiện ly trí đó, thì nó không có trí, nên chúng ta thấy có tám tâm đại thiện, được gọi là bốn tâm đại thiện hợp trí, bốn tâm đại thiện ly trí. Cũng gọi là đại thiện vì cũng làm được việc thiện nhưng mà lại không có trí thôi. Như vậy thì chúng ta hiểu được, như vậy chúng ta mới thấy rằng ở đời mà người tái sanh là do cái trí tuệ của mình, do cái tâm thiện nó đưa ra cái tâm tục sinh, là cái tâm quả đi tục sinh. Nên Đức Phật nói rằng ba cái nhân thiện này đó là ba cái pháp đưa đến thù thắng. Có nghĩa là một người muốn chứng đắc được đạo quả đó, 40 tâm siêu thế, hoặc là muốn chứng được thiền sắc á, là 12 tâm thiền sắc giới, hoặc là muốn chứng được thiền vô sắc á, vô sắc 12 tâm thiền vô sắc giới, còn muốn chứng được thiền sắc giới á, thì 15 tâm thiền sắc giới. Muốn có cái thiện pháp á, thì mình phải có 24 tâm dục giới tịnh hảo, có nghĩa là mình phải trong cái tâm thiện dục giới tịnh hảo có 8 tâm thiện và 8 tâm di tác dục giới tịnh hảo đều làm được cái việc tốt hết. Ví dụ các đức Phật làm việc thiện, các bậc thánh làm việc thiện, từ bậc thánh Tu Đà Hoàn tới bậc thánh A La Hán, rồi các cái bậc thiện nhân, ví dụ người đắc thiền, ví dụ chúng ta nghe cái câu chuyện là Phạm Thiên Bát Khá đó, trong quá khứ Đức Phật kể lại vị này từng đắc được thiền, dùng thần thông của mình cứu được một cái đoàn sa mạc, một cái đoàn thương buôn đó, lạc trên sa mạc 500 cỗ xe mà chờ chết khác thôi, mà vị Phạm Thiên, cái vị đạo sĩ Bát Khá dùng thần thông đó, làm một cái dòng sông chảy xuyên qua sa mạc để cứu cho 5 cái đoàn xe bị lạc trong sa mạc. Hay là chúng ta nghe nói rằng bọn cướp bàn qua cái biên giới đó, để cướp bóc hại hãm hại người khác, thì cái vị đạo sĩ này đã dùng thần thông của mình, nó hóa thành một đoàn binh lính của vua chúa, cờ xí rập trời, quân reo hò dậy đất, đang tiến về biên giới. Nên bọn cướp đó, sợ quá bỏ chạy qua bên kia ranh giới. Bọn cướp mà chúng ta gọi là cướp ở bên bên ranh giới tràn qua đây để cướp của, hãm hiếp người ta đó.
Và do cái thiện nghiệp đó mà sau này vị đạo sĩ Bát Khá sanh lên làm Phạm Thiên Bát Khá mà có tài biến. Và Đức Phật ngày lên tới đó, ngày độ Phạm Thiên Bát Khá đó, thì ngày có nhắc lại cái câu chuyện tiền thân. Mà tại sao mà vị Phạm Thiên này rất là đặc biệt. Từ cái cõi ngũ thiền ấy, cái, hay là cái cõi tứ thiền ấy, cõi quảng quả, quảng quả đó, 16 kiếp đế đất tới cái cõi 8 kiếp đế đất, cái cõi cõi 4 kiếp đế đất, rồi chuẩn bị rớt xuống cái cõi khổ. Mà Đức Phật này biết được là một thời gian, nhưng mà vị này do đắc được thiền mà do cái phước đó, nên vị này từ cái thiền cao mà rớt xuống từ thấp thấp. Mà thường thường chúng ta biết rằng những cái vị đó nó giống như người ngủ thôi, thức dậy ngủ thức dậy. Từ cái cõi mà nhị thiền á, ví dụ chúng ta nghe nói cõi sơ thiền bằng một kiếp đấy đó, thì cõi nhị thiền bằng hai kiếp, bốn kiếp, rồi sáu kiếp, vậy đó. Hai kiếp, bốn kiếp, rồi tám kiếp, thì vị này từ trên cõi tám kiếp xuống bốn kiếp, rồi xuống hai kiếp, giống như người ngủ thức dậy thôi, chứ không phải là mình vô thai sanh, mà cái đó là quá sanh. Mà Đức Phật nhắc lại những câu chuyện đó để ngài cho biết Phạm Thiên Bát Khá đó không phải là vô sanh, mà vẫn có cái sự sanh tử, nhưng mà sanh tử của cõi Phạm Thiên rất là tế nhị, có nghĩa là y như một người ngủ rồi thức dậy là sanh xuống cõi thấp thôi, chứ không phải như là mình đi vào trong thai bào của người mẹ rồi đến 9 tháng 10 ngày mới sanh ra mình. Mà tất cả những vị Phạm Thiên đó đều sanh do quá sanh hết. Như vậy thì Đức Phật với cái Phật trí đó, ngài nói cho Phạm Thiên Bát Khá, và Phạm Thiên Bát Khá cũng có duyên lành để đắc chứng đạo quả, cũng là người có cái thiện duyên. Và mình thấy trong tám Phật lực đó, Đức Phật ngài độ Phạm Thiên Bát Khá là như vậy. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng cái vô tham, vô sân và trí tuệ đó, đó là ba cái pháp mà đưa đến tù thắng. Có nghĩa là người muốn thành Phật, muốn thành thánh hiền, muốn thành người đắc lực thiền định, thần thông, thắng trí, đạo quả, hay là muốn làm vua chuyển lưng thánh vương, vua trời đế thích, thì cũng phải là người có trí. Chứ cái người ngu ngu thì đâu có thể nào mà có thể làm vua trời đế thích được. Hoặc là cái người khùng khùng điên điên thì đâu có thể nào làm chuyển lưng thánh vương được. Thành ra những vị đó đều là những người mà có cái phước đặc biệt, có chuyển lưng thánh vương thì có cái thiên xa đó, bay từ hướng này qua hướng kia, mà vua chúa lúc bây giờ chỉ dạy người ta làm giữ giới thôi, rồi cho của cải cho người nghèo khổ, giúp đỡ cho người cơ nhỡ đó, để cho họ tu tập thiện nghiệp, nên vua chuyển lưng thánh vương hay là đức trời để thích đó, thì những vị là gọi là phải thông minh trí tuệ, nên cái căn thiện nó thù thắng như vậy. Thì bây giờ cũng hết giờ rồi quý vị. Bữa hôm nay chúng ta học ba cái căn thiện, thì chúng tôi cũng tận dụng cái thời gian để nói chút xíu về ba cái thiện căn này, mình được gọi là pháp thù thắng là như vậy. Bây giờ thì xin gửi cái mic này lại cho ban điều hành để quý vị điều hợp cái phần kết thúc cái bài học này, để cho tri ân chư tôn đức tăng, và chúng ta đóng nóc lớp học hoàn mãn buổi học này quý vị. Sa thú kính thưa thượng tọa Hợp Đăng. Thưa quý vị, bài học về thiện căn đó cho chúng ta những người ý rất là quan trọng, là chúng ta làm sao để trong cuộc sống hàng ngày phát huy được những cái căn thiện vô tham, vô sân, vô si. Và trong A Di Đàm cũng dạy rằng chính một người sinh ra với cái tâm có cái căn vô si đó, thì người đó mới có khả năng chứng thiền định và đạo quả. Chúng ta cũng nên suy gẫm cái điểm này trong cái việc mà tu tập làm phước bằng cái tâm trí tuệ thay vì tầm tâm lý trí. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dharma kính thiên chi vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy Giả. Sa thú lành thai, con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Con xin hồi hướng phước lành nở khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân như điện tiền quá ban tròn phần phật chiến cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sau đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành.